Để bà con xem ha. Quá tuyệt vời. Đây là đây bà con. Trái tròn đều, sáng, da đẹp. À, thân cây thì nở gai, nở da luôn bà con. Đó, đây là anh Thành anh dẫn mình đi theo. Giờ mới thấy nó đẹp rồi. Đó. Đây bà con. Quá tuyệt vời. Cây này chút ép mà gái đợt trước đợt sau cũng tự ra trái luôn. Dạ. Đây 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 đây. Tiện nó bỏ là phân nữa rồi đó, tự nó ra chứ vậy không kích không gì trơn á. Không kích gì trơn hết anh. Tự nó ra. Đây đây cho bà con xem ha. Đó. Cái mùa này là người ta có kích rồi kia ha, người ta nói ra trái không đẹp tại vì thằng cháu nó cắt mít đó, nó nói cắt vườn kia ra cái trái đâu có đạt bằng gì đâu. Đó. Anh nhìn đây nó ra nè anh về. Dạ. Anh nhìn nó ra, còn hơn mình đó. Kích nữa. Đó thấy chưa? Là vậy đó. Đó, còn xem ha. Đây là địa chỉ mình đâu anh Thành? À, ấp 1 xã Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dạ thì bà con có đi thăm vườn thì ở ấp 1 xã Tân Nghĩa, Cao Lãnh, Đồng Tháp mình tới chỗ vườn của anh Thành để mà tham quan vườn của ảnh xem cái hiệu quả nó như thế nào nha bà con. Dạ, dạ, nó được. Không cần kích bông. Lũng lẳng, lũng lẳng. Là ảnh cho biết là nó ra là coi như là cắt bỏ liên tục luôn. Sao phân này cực phải mất tiền trái bỏ hoài. Yeah, đúng thực tế tại vườn tại ruộng đúng không anh? Đúng như trong phóng sự không? Không, cái này là sự thật là tôi giải làm sao tôi nó cũng mình chia sẻ vậy để cho những nhà vườn á anh em ta tin tưởng để ta xài. Dạ đúng rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ.